xem là sau khi clear wave trước thì team Faker sẽ làm gì. Faker còn tốc biến nhá, một tiếng tốc biến né combo và kéo e ngược lại rất hay trên cung đầu dành cho Zerat, làm choáng trượt đến từ Zerat. Đường dưới tiếp tục là băng trụ, bị trụ bắn rồi, bị trụ bắn hơi nhiều. Quýt đã nằm, tốc biến bỏ chạy đến từ ai nhưng bị Faker kéo e lại và đấm trái phải liên tục, còn đớp để đi ra, đấm đớp đi ra được không đây? Câu trả lời là không, bị theo đốt chết tắt một kill cho Alista. Rồi đây, đây có đánh nhau rồi đây, đang có cướp cóc thì bị bắt lại. Faker kéo e có stun, đấm trái phải liên tục mà không cần đớp, đi theo tăng tốc pha đấm tay tới chết ạ. Lucian non quá. Chém phũ thật đấy. Tạch 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 tạch, solo kill trước. Không được thì solo kill sau thôi anh em. Sát thương này đỡ ông nổi rồi đấy. Faker đớp sát thương chuẩn và Alista bật chiêu cuối lên vẫn không chịu nổi. Mà thang hoa luân đến từ ai giúp cho ai có được một mã trước khi lên bài. Gap CS và nó cứ put trước như thế này là nó đi thoải mái thôi mà. Hôn gió trượt bị chém liên tục bởi vị trí của Yone, bên phía bên kia có đánh nhau và Lucian đang yếu máu rồi bị làm choáng lại bởi Alista, bị cắn chết bởi vị trí của Nidalee. Hai bùa dành cho Gumgo. Cơ lại solo tay đôi, mình như hơi yếu trong việc solo 1-1. Chiêu cuối Zerat trượt, lần 2 trúng, lần 3 cũng trúng, Zerat có bùa xanh. Anh trong lối trượt rồi. Một thoáng Zerat bị combo nhưng còn flash. Bị stun liên tục bấm đồng hồ và còn flash nha. Hay flash đến từ Faker chưa hồi kịp, tốc biến né đến từ vị trí của Zerat. Phát thứ tư đe dọa thực sự đấy ạ. Nét vẽ chuẩn ở phát thứ tư đi rồi đấy. Đi AFE rồi, AFE có một tình huống bắn không được. Zerat vẫn sống với một chấm máu, sát thương chuẩn đến từ Faker đủ rồi. Aya Lucian ơi, bị áp sát vào vị trí lên bảng rất nhanh vào Lucian. Dừng tiêm một đấy chứ đâu nữa anh em. Ganh tín như thế mà tốc biến lên né làm choáng cắn chết đối phương và sau đó thì trụ chưa ăn được. Quýt chưa ăn được trụ, đang có định vét cái con Nidalee bên phía bên kia nhưng không được. Bị AFE bắn làm chậm liên tục từ nhà tới trường, phát thứ tư đủ đam, một đổi một. Đường giữa vừa rồi thì đó là tình huống mà solo kill dành cho Closer. Closer đánh con điều này cũng nét quá nhờ, 40 CS và solo kill liên tục. Faker hack flat đấm liên tục vào vị trí của Closer và Closer chạy đi đâu đây em ơi. Gặp ngay Master Zone đứng ở đây rồi thì e lên quận bạn ạ, không flat thì chết đi. Ê, dừng tia một chứ đâu nữa, dừng tia một anh em ơi. Đủ đam không ông? Nét vẽ chuẩn đến từ vị trí của Quinn và đó là tình huống full combo đến từ Ahri. Mạng đã có dành cho Ahri ở đường trên, bị thiêu đốt chết bởi Alista. Gồng chiêu cuối đến từ Zerat, phát cuối như thế nào đây? Nhường hai bùa lại cho Faker là hợp lý. Nó dừng tia một cũng khác. Con rồng Faker ăn được không đây? Dịch chuyển đến từ Lucian à? Tốc biến lên từ Faker, quạt cái chùy phản kích, không phải chùy hấp huyết nữa. Một cú sân khấu dựng lên, bắt đầu là tình huống băng vào đến từ Faker, áp sát thành công vị trí của Matt, là Matt đi luôn rồi. Ragat TP xuống, đang là tình bắn nhau tay đôi giữa vị trí Gomgo và Kaguri. Kaguri xem thách chân khá tốt, Ragat đến hơi trễ, tung chiêu cuối để tan đối phương ra nhưng không ai đón cả. Yone của Closer bắt buộc phải dùng chiêu cuối rút lui mà thôi. Bên phía bên này đó là chiêu cuối dựng lên, nét vẽ trượt nhưng sân khấu ở nhầm nghi thức vẫn đang bắn tốt. Flash xuống đi qua cua rồi bắn được hay không đây? Bắn được thì bị slow mất rồi, hết đam rồi. Bỏ rồi. Ui. Và Yone giờ nó cơ động nhiều, Yone giờ có cái E, xong có cái P3, xong lại còn có thêm cả cái cung phong linh này nữa. Faker đấm trái phải liên tục, sát thương là rất nhiều, còn cú đúp nữa dứt điểm. Ai à, dừng tiêm một cũng khác anh em ơi. Thôi, giảm xuống tiêu 2 thôi nhá. Ê, một phát là nửa cây anh em ơi. Lucian bắn đến 2.000 năm sau, không thấy Ragat mất máu nào cả. Lăn bộ tốc biến và đấm quý chết luôn. Rồi, Zone ơi, ăn ngay cái hồn gió mà chết luôn rồi kìa. AP đến cút luôn, anh chàng dẫn lối trượt nữa. Phát thứ tư thế này là hơi gãy rồi anh em ơi. Có vẻ là team Faker vẫn đang có được một cái nguồn carry khá là tín từ một con Jhin 11 xác.
giáp AFE từ huyết kiếm nhá. Bảng phụ nó mang được này. Giang mang giáp phụ trội này, tốc biến né hồn gió tầm gần cực kỳ hay đến từ vị trí của ai và trả sát thương lại liên tục với thằng Hoa Luân ạ. Một tướng băng thẳng lên với cú đặt mệnh, đó là Ari cố gắng phi hồ để né đặt mệnh nhưng bị chém liên tục, rất may hồn gió trúng khiến cho Yone không chém được thêm, nhưng mà Nidalee vét tốt. Jin của Quýt vẫn có những tình huống bắn tỉa cực kỳ hay, Ragaz đang đến rất gần, tôi nghĩ là Nidalee cẩn thận nha, Nidalee ba đòn mất nhiều lấy máu rồi đấy. Còn cái đồng hồ không? Còn cái đồng hồ đang cố gắng bết, thậm chí là hai cái đồng hồ luôn. Ồ ai à, trời ơi, Jin nó bắn phát nào ra phát đấy luôn, nó lắp vô cực và nó đánh khắc bọt thật sự đấy. Faker băng lên áp chế chưa kịp thì đã chết. Nhưng mà Yone bị Lucian solo kill dưới bot rồi anh em ơi. Lô giờ fit 29 rồi. Nét vẽ bồi vào sân khấu, không phải đó là cái nghi thức ma pháp mở lên. Ragaz gãy rồi. Jin lại lượm cái mạng ở đây. Doomgo đang cố gắng khai thác bãi người đá để hồi máu lại. Sau đó bị phía bên kia Jin bắn phát chết luôn vị trí của ai rồi. Và sau đó là một mạng nữa cho Zerat. Cố gắng đứng chờ và đó tình huống băng ra đổi mạng. Không được, đó là đồng hồ được outplay tốt. Còn cái đồng hồ nữa không nên không còn. Vừa tỉnh dậy xong ăn áp chế không kịp cắn luôn vào vị trí của Ari. What the fuck is this fucking damage? A lot of damage. 1000 đan tay ạ, ôi vãi bìu ạ. 1000 đan tay ạ. Oh shit baby. Đạp to vãi nồi lại còn xuyên giáp hàng tỷ, khá sát lực các thứ ở đây anh em ơi. Nó bắn một phát. Một phát một thằng thế này thì đỡ làm sao đây. Phi hồ lên. Tung chiêu cuối thì Ragaz lấy nửa cây máu đối phương sau đó thì chết đi không. Nghi thức ma pháp giót phát chết luôn. Con Jin bắn Galista này các bạn ạ, một phát, hai phát một đứa. Yone đoạt mệnh ra, một phát chết luôn. Vẫn kịp giết Lucian trước khi chết đến từ vị trí của Closer. Lao chuẩn rồi dám vào không ông? Không vào kịp thì đã chết, đã thua. Ê, tự nhiên là kéo hai chấm à, ơ, sao lại bán Faker nhiều vậy anh em? Thấy Faker đi rừng, chủ tịch giả vờ đi rừng, cái kết rồi đây là em bán hơi nhiều đấy nhá.